Con mong vậy đó ha. Dạ, con đưa từ thắt lưng đó này. À, rồi, thấy rồi. À, rồi. Hồi trước là bị có té cái gì không ta? Dạ không. Cứ tự nhiên vậy đó. Dạ, chắc bệnh nghề nghiệp đó thầy. Nghề nghiệp làm gì? Bán vé xe buýt thôi. Bên bé sẽ biết đâu có bộ đá mới... Không có thầy ơi, không lên không xuống khiên vỏ. À, khiên vỏ khiên đồ phải không? Dạ, một đêm tiếng số 8 thì nó nặng lắm thầy. À, nhưng mà là nhân viên hả bà chủ? Chủ với nhân viên luôn. Đó, bởi vậy nhân viên chết là phải rồi. Nhờ chủ nhìn nhân viên luôn. Tại vì thường thường làm chủ hết mấy cái đó. Ok. Hả? Em đây nè. Đi, đây gồng vô là cái bè kéo gãy cổ á. Nó mềm nè, đó, vậy đó. Bị đòn á, mềm người ta đi mới sửa được. Gãy gãy đi. Rồi, bây giờ nghe sao rồi? Nghe khúc này thôi. Dạ cũng này giờ làm cũng đó. Cho bỏ cái đầu nha. Gặp thầy. Đi xe lăn đó mấy chị ơi. Gặp thầy. Tưởng đi xe lăn rồi đó. Rồi quay mặt qua đi. Rồi. Rồi rồi quay rồi nằm ngang, nằm nghiêng, nằm nghiêng. Đó, đó, rồi lui ra ra bên đây. Đó, đúng rồi. Nó còn đau. Đau gì? Đau nghe nó không được. Đau nghe sao? Để xuống chút xuống đây. Thả lỏng tay chị ơi, không vào vẫy tay được. Thả lỏng tay xuống. Đây. Khoan khoan lại lại, ông đẩy sát vô nè. Rồi đẩy luôn chứ đừng có nhúng. Nha. Rồi. Một, hai, ba. Đau lắm. Bây giờ mới biết phải không? Dạ, đau lắm. Hồi trước đó mình coi trong cái gì đó. Dạ. YouTube mình đâu biết đâu. Mình gì vô mình thấy là đau. Đấy. Rồi, ngon lành. Không. Bị gì? Thực ra là cái này nó quen rồi. Còn đau cái khúc này rồi. Nè, còn đau cái khúc đó. Rồi, đi nhanh lên. Giờ đi nhanh lên. Vậy là cũng bớt nhiều lắm rồi thầy ơi. Bớt nhiều lắm rồi không? Có vậy đó. Mà giờ thấy đi khác hơn rồi không? Đi khác hơn rồi. Rồi, à, mà giờ nghe nhẹ rồi không? Ok. Không có gì. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.